Và trong trận đấu này cầu thủ Quốc Hậu đã thực hiện sơ đi 12 thì giải đội công ty Hollywood Arena thưởng nóng với số tiền 500.000 đồng. Anh tiến đi xin mời cầu thủ Quốc Hậu có bản chức giải thưởng nóng. Chương trình vẫn tiếp tục trên bàn số 12 đã được trận 171. Chúng tôi xin mời hai cầu thủ trận chân của một